Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ là mình đang ở cái khu rất là gần với lại Caesars Mall của thành phố Tampa. Phải nói là nhà cửa ở khu vực này thì khu này phải nói là rất là an ninh. Và giá nhà ở đây thì phải trên dưới 300 ngàn thì mới mua được một cái căn nhà tương đối là tốt. Mà hôm nay có một căn nhà, đây mình đang chuẩn bị đi vô cái khu đó đây. Mình sẽ quay cho quý vị và các bạn xem. Thực sự cái căn nhà mình sắp tới ngày hôm nay thì list lên cũng khá là lâu rồi. Tại vì chủ là người đầu tư á, họ rao bán với cái giá là 319.900. Thì họ rao cũng cả mấy tháng nay rồi, chẳng ai mua. Rồi hiện bây giờ thì họ đang rao cái giá là 299.500. Nhưng mà mình được biết là vì họ cũng cần bán á, cho nên nếu mà mình có thể trả giá khoảng 287.000 thì họ vẫn có thể bán cho mình đó. Nên mình muốn quay để cho quý vị và các bạn xem ha, xem cho biết nha. Biết đâu có vị nào có duyên với căn nhà này thì cũng có thể sở hữu được đó chứ. Ở khu vực này mà nhà mà dưới giá 300.000 đô la Mỹ thì phải nói đó là good deal á. Your destination is ahead on the right. Dạ, bây giờ thì mình đã tới rồi ha. Căn nhà nằm ở phía bên tay phải nè. Để mình quẹo vô nha. Ok, để vô trong quay nha. Nhưng mà trước khi mà quay bên trong của căn nhà này á, mình muốn mở cái bản đồ lên để chỉ cho quý vị và các bạn xem vị trí của cái căn nhà này nằm ở cái vùng nào trên tiểu bang Florida ha. Với lại chính xác là nằm ở cái khu vực nào của cái vùng Caesars Mall của thành phố Tampa ha. Đây là cái bản đồ của tiểu bang Florida. Thì thành phố Tampa nằm ở đây và Caesars Mall là nằm ở cái vị trí này. Thôi để mình mở lớn chút nữa cho quý vị và các bạn xem nha. Để dời qua tí xíu. Nè. Quý vị và các bạn thấy ha, cái vùng trung tâm của Caesars Mall. Đây, thành phố Tampa, nếu downtown Tampa thì nằm ở đây. Từ ở cái khu vực này mà xuống tới downtown Tampa, chắc khoảng 15 miles đó. Mở lớn tí xíu nữa nha. Rồi ha, thì như vậy thì cái vị trí của cái căn nhà này nếu mà so ở đây thì nằm ở đâu cái khúc này nè quý vị và các bạn. Đây, nằm ở cái khoảng này. Từ ở cái nhà này mà xuống tới mall thì đi chắc khoảng chừng 1 miles. Và từ đây mà đi xuống dưới, đây là phi trường của Tampa nè. Đó. Thì chắc đi khoảng chừng 10 miles. Còn cái hướng dưới này là Tampa, là downtown nè. Để mình kéo này, kéo xích xuống tí xíu nữa. Như vậy thì thấy rõ hơn rồi nè. Nè ha, quý vị và các bạn xem nha. Đây là cái vùng Caesars Mall nha. Thì cái căn nhà đó nó nằm ở đâu cái khúc này nè. Đó, đâu nằm ở khúc này nè. Rồi, và đây là cái phi trường Tampa nè. Và đây là downtown của Tampa nè. Còn cái đường á, mà đi qua bên thành phố St. Petersburg, mà cái khu người Việt mình sống đông á, thì có thể đi theo cầu 60 hoặc là đi cầu 275 cũng được. Đó là lý do sao mà mình nói cái nhà mà ở trong những cái khu vực này nè quý vị và các bạn. Nguyên cái vùng như thế này nè. Đó. Tức là cái zip code là 33625, 33626, 33615. Thì ở những cái vùng này á, thì giá nhà tương đối là cao. Bây giờ để mình kéo cái tấm bản đồ này lại cho quý vị và các bạn xem cái vị trí của cái khu Việt Nam ở Tampa ở chỗ nào nha. Thực ra thì khu Việt Nam mình cũng không có lớn lắm, nhiều lần mình cũng có nói rồi đó. Nhưng mà đây cái khu chợ Việt Nam mình là ở đây nè quý vị và các bạn. Đâu à?
Giờ tí xíu. Lần lớn lớn lên tí xíu mới thấy. Này nhỏ. Đây. Đây ha. À, đây là cái khu Caesars Mall ha. Cái nhà ở đâu cái chỗ này nè. Và đi xuống đây là cái khu chợ Việt Nam. Nằm ở góc đường Water với lại đường Demetri. À, chợ Liên Hoa là nằm ở chỗ này nè quý vị và các bạn. Đó, còn bên đây là Sài Gòn Daily, rồi có Walmart rất là lớn nằm ở đây. Như vậy thì như là đây là khu chợ Việt Nam tập trung ở đây đi. Đó, vậy thì cái đây xuống chợ Việt Nam không có xa. Ha, à, rồi nhỏ tí xíu lại để thấy phi trường. Ha, à, như vậy thì đây là chợ Việt Nam là nằm ở cái khu này nha. À, phi trường nằm ở góc này nha. Rồi, Caesars Mall đây. Và cái đường mà đi qua bên chợ trời, qua bên khu người Việt ở St. Petersburg thì nằm ở đây. Đi qua qua cái vịnh này nè quý vị và các bạn. Đi qua cái vịnh Tampa nè. Thì có mấy cái cầu bắc ngang qua cái vịnh này cho mình đi. Cái hướng bên này là cái hướng St. Petersburg, là cái khu mà người Việt mình sống rất là đông. Và chợ trời cũng nằm ở hướng bên này luôn. Đó. Như vậy thì quý vị và các bạn có thể biết tại sao mà người Việt mình lại thích ở trong những khu vực này. Với lại thêm một điều cần phải nói là ở cái khu vực này á, an ninh rất là tốt. Cái khu West Chase là cái khu đặc biệt của người giàu á. À, người giàu hồi xưa chứ bây giờ thì mình nghĩ nó cũng, tại vì nhà cũng khá là cũ rồi, thì bây giờ giá nhà nó cũng không còn cao như hồi xưa nữa. Nhưng mà phải tiền phải là trên 300.000 đô la Mỹ thì mới vô được cái khu này. Mà nhà, giá nhà bình quân ở đây là khoảng 350 cho tới 450 gì đó thì mới mua được cái nhà tương đối là nhìn thấy đẹp, vô ở liền. Rồi thôi bây giờ để mình đóng cái bản đồ này lại nha. À, bây giờ là mình đang đứng để mà quay thẳng vô cái mặt tiền của căn nhà này này nha. Ở bề ngoài nhìn vô thấy cũng đẹp đó chứ quý vị và các bạn thấy không? Đó. Cái căn nhà này á, là được xây dựng từ năm 1992. Ở bên trong là có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage đậu 2 xe. Rồi bây giờ để mình vô mở cửa và quay ở bên trong nhà cho quý vị và các bạn xem nha. Rồi mình bước vô nhà rồi nè. Khoan để đóng cửa lại cái đã. Rồi nè ha. Đây, mình đang đứng ở cửa chính. Nhìn vô trong nhà. Vừa mới bước vô á. Thì cái nhà này ở phía bên tay phải là có 2 phòng ngủ, trần khá là cao. Đó. Thì như mình nói là nhà này có tất cả là 4 phòng ngủ nha. Thì ở đây là 2 phòng ngủ nè. À, cái đó là một cái bathroom dành cho 2 phòng ngủ bên này. Bây giờ mình bước vô cái phòng đầu tiên nha, phía bên tay phải. Đây đi lại cửa sổ nhìn nè. Cái phòng này có cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Hôm nay trời không có nắng nên nhìn cũng âm u quá. Rồi, đây mình xoay vô trong nha. Đó. Đây là cái phòng ngủ nhỏ mà thứ nhất. Rồi, để đi từ từ ra. Đối diện là thêm một phòng ngủ nhỏ nữa. Và bên tay phải là cái bathroom mà dành cho 2 phòng ngủ này. Nhà rất là sạch sẽ. Đó, cái đó là nhìn ra ngoài. Mà thôi quên, để vô quay cái phòng này cho quý vị và các bạn xem. Đây là cái phòng ngủ thứ hai nè, mình đang bước vô nè nha. Đó, xoay từ từ cho mọi người xem nè. À, ở cái phòng ngủ này thì cửa sổ nhìn ra bên hông nhà. Đó. Trước mặt mình ngay cái cửa nhìn thẳng ra đó, đó là cửa chính để vô nhà đó quý vị và các bạn. Rồi đi từ từ ra nghe. Đó. Đó ha, bây giờ mình đi quay ngược trở ra cái cửa chính nè. Bây giờ bắt đầu đi thẳng vô bên trong nghe. Nhà này phải nói rất là sạch sẽ. Quý vị và các bạn biết không, chủ nhà này mua nhà nhưng mà chưa bao giờ ở trong căn nhà này hết. Họ mua để mà họ đầu tư thôi. Mà mua cũng khá lâu rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua phía bên tay phải mà ở phía trong này nè. Thì ở đây cũng có 2 phòng, một phòng ngủ nhỏ và một phòng của chủ nhà luôn.
Đây, đây là cái phòng ngủ nhỏ ha. Đó. Rồi còn phía bên tay trái bước vô thì đây là phòng của chủ nhà. Ở đây thì người ta gọi là master bedroom á. Đây để mình đi vô quay cái khu vực master bathroom cho quý vị và các bạn xem. Bên đây là cái closet. Rồi, xây từ từ vô. À, ở đây có cái cửa sổ nhìn ra ngoài, có nguyên một bụi dừa luôn. Ok. Rồi. Thì đây là cái khu vực bathroom của chủ nhà ha, trong này có một cái closet nhỏ trong trong phòng luôn. Rồi đi từ từ ra nè, phía bên tay trái là cái trong này có một cái bồn cầu trong này nè. Rồi, còn trước mặt mình là một cái closet mà mình có thể bước vô trong để mà thay đồ được. Rồi ta đi ra, bên này là cái khu vực của phòng ngủ. Rồi từ phòng ngủ của chủ nhà có thể nhìn cửa sổ ra thấy ở phía sân sau. Và còn một cái cửa sổ lớn bên này, đây để mình qua mình quay. Đó là nhìn ra thấy cái greenhouse ở phía sau á, tức là cái patio á. Đó, nhìn thẳng qua bên kia là khu vực bếp. Rồi, rồi mình bước ra nha. Cái phòng ngủ nhỏ này á, mình nghĩ chắc là phải để cho một cái đứa con nhỏ trong nhà. Hoặc là mình cũng có thể dùng làm cái phòng làm việc cũng được á. Rồi, bây giờ là mình xoay ra lại cái khu vực phòng khách chung. Mình xoay qua bên đó là cái hướng cửa chính nha. Rồi đây, đang bước vô cái khu vực bên này là phòng ăn nè. Đó, đây là cái phòng giặt. Thì nhà này bán là bao gồm luôn cả máy giặt và máy sấy luôn. Cái cửa này là mở ra garage nè quý vị và các bạn. Để mở đèn ra nha. Rồi, để mình mở thử cái cửa này coi nó có còn làm việc tốt không. Mở cửa garage này lên. Ok, garage khá là đẹp. Để mình đi ra cái góc ngoài này mình quay vô nha. Sớm mở đi làm về. Rồi ha, đây đứng từ ở phía ngoài của cái nhà xe nhìn vô. Cửa còn mới tinh nè. Cái nền của cái nhà xe này họ sơn lại rất là sạch sẽ. Nói chung là nhà này mua về là chỉ ở thôi. Ok, đóng lại. Rồi, thì đóng cửa này lại luôn nha. Garage rất là sạch sẽ. Đã, bước vô thì phía bên tay phải là phòng giặt. Rồi đây có thể là cái phòng ăn cũng được. Mình có thể gọi đây là cái flash room cũng được á. Tức là muốn sử dụng gì thì tùy chủ nhà. Đó là nhìn ra cái hướng cái phòng khách. Cái nhà này bố trí cái căn bếp rất là đặc biệt nè quý vị và các bạn nhìn thấy ha, phía bên tay phải ha là bộ là cái khu vực ngủ nha, phòng ngủ nha. Đây bên tay trái là cái khu vực bếp. Bếp rất là kín. À, đó. À, thích để cái tông màu trắng và màu đen. Ở đây cái pantry thì nó hơi nhỏ một tí. Tại nhà này cũng xây dựng từ năm 1992 rồi mà. Tất cả là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage, 2 xe. À, ở đây có thêm một cái phòng nữa, phòng sinh hoạt gia đình hay là phòng ăn thì cũng được.
Rồi, từ cái phòng này nhìn ra thì có cái nhà, mình Việt Nam mình gọi là nhà lưới á. Ok, đó là bếp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa, đi ra quay ở phía đằng sau nha. Chờ anh chút. Đây. Đó. Bây giờ là mình đang bước ra cái khu vực nhà lưới ha. Ở đây thì người ta gọi, có người thì gọi đây là cái lanai. Ở đây cũng có người thì gọi là cái greenhouse, cũng có người gọi là cái patio. Thôi gọi gì cũng được, nhưng mình hiểu đây là cái khu vực nhà lưới. Rồi mình mở cửa đi ra bên đằng sau ha. Cái này là bên hông nhà nè. Đó. Trời. Mình đi thẳng ra ngoài luôn. Cái hàng rào này hình như là người ta cũng mới làm lại á, thấy còn mới tinh à. À, cái nhà này thực ra thì mình thấy cái sân sau cũng không có rộng gì lắm. À, thì đúng rồi, nhà này chỉ có 5.500 square feet cho một cái lot size thôi, là tương đương khoảng 511 mét vuông. Ở đây có vẻ như giống ở đằng sau là có một cái khu rừng á. Cái diện tích của cái nhà này á là 1.778 square feet, tức là tương đương khoảng chừng 165 mét vuông á, nếu mà không có tính cái nhà lưới nha. Tính nhà lưới vô là 2.055 square feet, là khoảng 237 mét vuông á. Đó, mình xoay vô nhìn thấy mặt sau của căn nhà, thấy luôn cái nhà lưới nè. Bên đây có một cái cửa đi vào, vậy là nhà lưới này có hai cửa mở bên hông luôn. Thế là đi vô, khá rộng. Đối với người châu Á mình thì cái nhà này là tiện nhất luôn. Có thể làm một cái bếp nấu ăn và có thể tổ chức party ở ngoài này. Rất là thoáng và mát. Ở bên tay trái là cửa sổ của phòng chủ nhà. Còn nhìn thẳng phía bên tay phải đó là cái cửa sổ nhìn vô có thể là cái phòng ăn hay là cái phòng sinh hoạt gia đình gì đó. Rồi bây giờ mình đi thẳng vô nha. Đó. Bếp ở phía tay phải ha. Nhìn thẳng là cái cửa ra vào nha. À, ở phía bên tay trái thì có bốn phòng ngủ. Đó. Rồi thì từ nãy giờ là mình quay cũng như toàn bộ căn nhà này cho quý vị và các bạn xem rồi ha. Bây giờ thì mình đi ra cửa chính và mở cửa đi ra ngoài nha. À, bây giờ là mình từ ở phía trong nhà đi ra ngoài sân trước nè. Đó. Cái khu vực xung quanh ở phía trước nhà. Để mình qua quay cho quý vị và các bạn xem. Ở bên này có mấy con vịt xiêm luôn. Wow, nhiều quá trời quá đất. Như vậy là cái nhà này chắc là ở gần hồ á quý vị và các bạn. Có thể ở phía sau rừng á, là ở phía hướng đó có cái hồ đó, cho nên mới có vịt như thế này. Ok. Đứng từ góc này nhìn vô nhà nè. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ lấy xe đi nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy xe chạy một vòng cái khu vực này, cái khu community này để cho quý vị và các bạn xem nha. Trời hôm nay không có nắng. Và tối trời mưa quá trời luôn. Ok. Lại gặp vịt nữa. Ok, khoan chờ anh tí. Mình chưa kịp thắng là nó đã bay rồi. Ôi, cái khu này vịt nhiều ghê luôn á. Thì đó quý vị và các bạn thấy ha. Mấy cái cây cối nó cũng khá là cao. Nhà cửa ở đây á, thì nhìn vẫn còn đẹp đó. Nhưng mà thực ra là cái khu này là đã được xây dựng từ năm 1992 rồi. Nhưng mà nhìn nhà cửa thì vẫn còn thấy rất là khang trang và đẹp đó quý vị và các bạn. Rồi để mình quẹo phải nha. Vô đây thì hết đường rồi, nhưng mình quẹo phải rồi mình quay ra. Ô thì ra ở đây nè có hồ nè, cho nên vịt quá trời luôn quý vị và các bạn thấy không? Hèn chi. Như vậy là ở phía sau của cái cánh rừng của căn nhà hồi nãy á là có hồ đó quý vị và các bạn. Cho nên người ta có làm một cái cửa để đi ra đằng sau.
Ok, xài nè ha. Thật ra thì cái khu này cũng không có rộng lắm đâu. Bây giờ nói về cái tiền thuế á, thì cái căn nhà hồi nãy, tại vì căn nhà người ta mua để đầu tư á, cho nên người ta không có xin được cái homestead exemption, thì họ phải đóng full cái giá tiền là 3.626 đô la Mỹ cho nguyên một năm. Và ở cái khu vực này á, người ta không có còn thu cái tiền CDD nữa, cho nên mình không có phải đóng cái phần CDD, nhưng mà mình phải đóng cái tiền SOE. Thì SOE ở đây á, một năm mình đóng chỉ có 220 đô la Mỹ thôi, mà cho nguyên một năm luôn. Như vậy thì cũng đỡ ha, cũng đỡ tốn ha. Và đặc biệt là cái khu vực này thì tình hình an ninh trật tự rất là tốt. Ok, rồi thôi nha. Bây giờ ra tới đường chính rồi. Video của mình sẽ dừng lại ở đây ha. Nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm á, thì cứ email cho mình nha. À, mình sẽ trả lời chi tiết hơn. Rồi, mình tắt máy nha. Mình rất cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình ngày hôm nay nha. Cho phép mình chúc quý vị các bạn cùng với gia đình luôn luôn được bình an và luôn luôn được hạnh phúc ha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Thank you.